Chào các bạn, tôi đến Aeon ở quận 8. Giờ đi vô trong coi phải có gì không. Cái Aeon này cũng mới mở trung tâm thương mại ở quận 8. Có hai lên nè, có đủ thứ. Chúc mừng ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ. Em mới tình ha. Đây có cà phê Highland. Đây là cái cột tốt đẹp. Thì tận tới Halloween. Đây là tầng dưới, để coi đi dài dài có gì không. Giờ này thấy mát rồi, mát mẻ. Đây nó có hai, một tầng, hai tầng, ba tầng. Với bát xoài. Đây là chỗ nhà hàng. Đây là chỗ ăn uống không à. Năm nay chắc có lẽ là Aeon nè, tức là siêu thị của Nhật Bản. Có bánh. Mì bánh đủ thứ bánh nước uống này kia. Đây là bán cơm nè, cơm gà. Cơm gà đó. Giờ tôi lên tầng 1 coi có gì không. Trung tâm thương mại thì cũng lớn. Xin Phu Tăng là gì đây? Chắc trà sữa này kia. Nó quần áo. Thank you.
tầng dưới. Để bán dài. Giờ tôi lên tầng thứ hai. Cái này chắc có nhà hàng này kia, nhiều nhà hàng. Đây nhà hàng của Tàu hay là Hàn Quốc đây. Trước là sushi, đây là goji, quán thịt nướng Hàn Quốc. Trước là bán nước đá cà rem. Đây có trò chơi thám hiểm gì. Đây là chỗ trò chơi thám hiểm. Quá xa. Nó lắc thờ chóng mặt luôn. Hôm nay vô coi 3D. Thank you.
thì em về đây cà phê. Trong kia họ chơi gì đó. Đó, thể thao. Chơi tìm tìm gì đây tìm gà Texas chicken. Đập miếng 99.000. Sushi. Giờ tôi lên tầng thứ ba. Tầng này chắc xin chót hết rồi, còn tầng nữa. Đây là nhà hàng Taiwan vậy đó. Taiwan, nhà hàng lẩu. Tteokbokki. Đây là nhà hàng Kore. Có cơm, nó có gà. Miniso. Để cho nước cái trời. Xuống dưới nè, đây là nhà sách. Chúng tôi lên tầng chót, tầng thứ tư. Đây là sushi.
thường ở đây là nhà hàng nhiều ha. Bên kia là nhà hàng nhiều, nhà hàng Italy, đủ thứ, buffet thì kia, lẩu hấp, thủy nhiệt. Long Văn, lẩu, nhà hàng lẩu, chả cá Đế Vương, đặc sản Hà Nội. Đây là chấm dứt video. Mời các bạn xem video phía sau. Bye bye.